chào các bạn. Xin chào. Sau đây là gì nhỉ? Sau đây là bài trình diễn vô cùng ấn tượng của Mai Lê Đại Hội, đúng rồi, sinh viên Thanh Hóa Đại Học Y Hà Nội. Đây là ba ba gia di của chúng tôi. Chào mọi người đi. Được chưa? Không dùng tay là tính từ đâu vậy? Nào, bây giờ đổi. Không được dùng làm tay. Đổi một lấy làm hồ cái gì cho lấy tinh thần đi nào. Đây là đội bếp à? Đây là đội bếp từ 4 giờ nãy giờ toàn bếp. Chiến ơi. Đến nào quê. 2 rồi 1 2 3 nào em ấy đi gói đi to em thấy thế nào hai đầu gối mà kề mày cứng lắm to ra một cái lấy hai đầu gối mà kề lên gối lấy bàn chân em bàn chân im coi đồ quần gì đấy đồ quần ra em đang mà phát đội từ đội đội đến tập trung dây và phát thế nào đội sẽ tập trung dây và phát thế nào thế là chào các bạn vâng vừa hoàn thành xong chương trình tức là bạn số 2 lên sàn, đội 1 về chỗ. Đội 1 về chỗ đi. Đội 1 về đi. Nhất lên diễn nào, đội nhất lên diễn nào. Rồi, đội đang đứng đầu bảng lên diễn. Chị có phải làm không? Vâng, và tiếp tục là đội 2. Thứ 4, đội. Lực đứng lùi lên đi. Phan, từ lực, sao xem nào. Nhìn lên nhở. Đứng im nào. Nhưng mà kiểu cái đây sang máy khác thì lại không thích. Bạn ơi, cảm nhận gì về trò chơi này? Tôi thấy trò chơi này rất vô cùng là hay và ấn tượng. Vào chưa? Vào chưa? Nào, được chưa? Ô, nào, bắt đầu. Chị ơi. Nào xin mời bạn cảm nhận gì về trò chơi này? Không có cảm nhận gì cả.
Em cảm nhận gì về trò đánh nhạc? Em muốn xúc vào mông bạn. Hai bạn cảm nhận gì về trò chơi này? Quá bờ. Ai vừa mới chó này? Con gì đấy? Chưa cần đeo ba lô đâu, để ba lô đây. Xin mời bạn cảm nhận gì về trò chơi này? À, mình thấy bất lực. Bạn làm thay à? Bạn cảm nhận gì về trò chơi này? Rất là vui, rất là sướng ý. Rất là vui. Tuyệt vời, chết cả tuyệt vời. Rồi. Yên đi. Thôi xem bạn nào, ba lôi. Kéo xuống. Bây giờ dừng tới tối rồi, có hơi ngu. À, năm dừng nhau mình có hơi ngu. Nhà đâu? Dù cái đờ rất vui nhưng mà đây là trọng tài khoản tính của chúng ta. À, mình muốn nói một câu. À, nhóm có nhất thì tất cả là do nhóm trưởng nhất. Xin mời đây chỉ là thành phần quá khích. Nhường. Mỗi người có một khẩu hiệu riêng đi để hô nào. Em từ từ em ơi. Đây là phần tổng kết bài phụ của chúng ta. Đi là đội chiến thắng sẽ hô một cái to để họ quay nhá. Im đi xem nào. Slogan. Đây đã là kết quả của đội số 3. À, đội số 3 là về nhì 2 lần liền. Nhưng mà thôi là... Nhất lần đầu. Nhì 2 lần nhất một lần cũng đây. À, ừ. Chắc nhận được. Im xem nào. Lần này bị nghiêm chỉnh đi, máy quay đang đánh gần. Đánh hiệp 3 hiệp làm gì? Rồi, im lặng đi. Do là phần cuối là đội 3 là đội yếu sinh lý nhất. Cứ phải lấy bạn làm hộ. Xin mời đội 3 lên trao giải. Ba, xin mời đội 3 nào. Đây là vui là chính. Đây là những bước đi lầm lỗi của đội 3. Các bạn có thấy cái trời như này không ạ? Rất hạnh phúc khi có được lên truyền hình đâu. Các bạn có cảm nhận như thế nào về ngày hôm nay? Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra em. Thôi thôi nào, người trưởng đội 3 lên nhận quà. Tên cho quà thì tôi có xin hỏi cảm nghĩ của đội trưởng đội 3. Đi đây các bạn. Là tham gia hôm nay là mình đội trưởng rồi. Người ta là anh nên anh như thế. À, tớ là đội trưởng của nhóm 3 thì mình có cảm nghĩ là hôm nay rất là vui và xúc động. Đừng nói ba chả vui. Mọi ai có thể lên TV rồi. Cảm ơn ban tổ chức ban trò chơi thú vị ngày hôm nay. Rồi thôi đây là. Chưa tóc. Từ từ. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho đội 3. Cảm ơn đội Bét nha. Rồi thứ ba đến ba. À, mình xin công bố kết quả, đây là giải 3 dành cho đội thứ 3. Ba rồi. Yếu sinh lý nó quyết định tất cả cơ ạ. Nào đội 3 khỏe sinh lý không đi. Đây là cái này là của tớ. Nhận bàn thưởng phải vui vẻ lên chứ. Người tạo cái đó. Thôi đội 3 đứng vào nào. Yêu đây đội 3. đây là giây phút trang trọng và hồi hộp nhất của cuộc thi. Chúng ta sẽ cùng theo dõi hai sắc mặt người. Sau đây sẽ là công bố chính mình đã công bố hai giải thưởng xuất sắc nhất ngày hôm nay. Chúng ta xin chào mừng đội nha. Yeah, đội nhất.
giành được giải nhì ngày hôm nay. Vâng, và đây là dẫn chương trình của chúng ta đã bị đánh thưa quý vị và các bạn. Đây là tái hiện lại trọng tài Myanmar của giữa Việt Nam. Vâng, bây giờ trọng tài chúng ta là tên tôi thế này ạ. Đứng vào nào. Đứng thôi. À, chúc mừng các bạn đã giành giải nhì ngày hôm nay. Thứ nhất, cái đội nhất là đội thằng Tài rồi. Quay. Xin mời các thành viên giao diện xuống ạ. Ra đi, mình lên nền. Chị bóng làm nền thì thấy gì? Xin mời thôi trưởng. Đội nhất được giải nhì lên. Xin mời đội trưởng ạ. Vâng ạ, đây là tất cả là nhiều đội trưởng ạ. Xin phát biểu. Rồi, xin rất buồn vì công tác trọng tài. Trọng tài quá thiết bị. Bạn có kiến nghị gì với ban tổ chức ạ? Hồi vừa sau có nên thay trọng tài không ạ? Làm sao là bọn em quyết định bỏ giải? Vâng ạ, được rồi ạ, xin bạn xúc động quá. Cảm nhận bạn như thế nào ạ? Nhất được giải nhì, chào khán giả để về. Cảm ơn bạn đã xong một lời này. Nào, 1, 2, 3. Tí nữa. Đá với bắt. Mông cơ, mông đâu. 1, 2, 3. Rồi. Không thèm nhận giải nhá. Bình tĩnh rồi. Xin mời đội đội 1. Hai đội đã được nhận giải thì bình tĩnh giữ hòa khí. Đây là đội bình tĩnh. Bây giờ sẽ là phần vô cùng được chờ đợi. Đánh mẹ lên. Chúng ta chào đón sự xuất sắc của ban tổ chức ngày hôm nay. Yeah!